ngày càng có nhiều bác sĩ chuyển sang làm việc tại các bệnh viện tư nhân. Sau Thành phố Hồ Chí Minh thì mới đây nhất là Đà Nẵng đang trở thành địa phương ghi nhận xu hướng này. Theo Sở Y tế Đà Nẵng, gần đây nhất có tới 50 cán bộ y tế, trong đó có hơn 20 bác sĩ đã xin nghỉ việc để chuyển sang công tác tại các bệnh viện tư có chế độ đãi ngộ tốt hơn. Số người nghỉ việc ồ ạt đã khiến cho ngành y tế Đà Nẵng không khỏi lo lắng. Không phủ nhận, y tế tư nhân đã giúp cho ngành y rất nhiều trong quá trình giảm quá tải, đa dạng hóa dịch vụ ở bệnh viện công và có lợi cho người dân. Tuy nhiên, điều đáng nói là bác sĩ giỏi sang bệnh viện tư trong tình trạng bệnh viện công quá tải, người nghèo mất cơ hội để điều trị từ bác sĩ giỏi ở bệnh viện công. Đà Nẵng hiện có hơn 1.000 bác sĩ, tỷ lệ dường bệnh là 67 trên 10.000 dân. Bên cạnh hệ thống y tế công lập thì hiện có 7 bệnh viện tư nhân. Tình trạng quá tải tại các bệnh viện đã xảy ra từ lâu ở thành phố này vì Đà Nẵng không chỉ phục vụ cho người dân ở đây mà còn điều trị cho người dân ở miền Trung, Tây Nguyên.